Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh chủ trì phiên họp xem xét một số nội dung theo chương trình công tác năm 2024 và chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại phiên họp, Tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố. Báo cáo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, thành phố giữ nguyên đơn vị hành chính cấp huyện là 30 đơn vị, bao gồm 12 quận, 17 huyện, 1 thị xã. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp còn 518 đơn vị, trong đó bao gồm 337 xã, 160 phường, 21 thị trấn. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm do sắp xếp là 61 đơn vị, bao gồm 46 xã, 15 phường tại 20 quận, huyện, thị xã. Về kết quả tổng hợp lấy ý kiến cử tri, tổng số cử tri tham gia cho ý kiến về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội là 924.677 cử tri, đạt tỷ lệ 99,02%. Tổng số cử tri đồng ý về việc sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ 97%. Tổng số cử tri đồng ý về tên gọi đơn vị hành chính mới sau sắp xếp trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ 96,54%. Sau khi có kết quả tổng hợp lấy ý kiến cử tri, Hội đồng Nhân dân các cấp đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận, biểu quyết và thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn. Trong đó, có 87 xã và 5 thị trấn đã tổ chức kỳ họp chuyên đề. Tỷ lệ đại biểu Hội đồng Nhân dân tham dự kỳ họp đồng ý tán thành chủ trương đạt 100%. 20 quận, huyện, thị xã đã tổ chức kỳ họp chuyên đề. Tỷ lệ đại biểu Hội đồng Nhân dân tham dự kỳ họp đồng ý tán thành chủ trương đạt 100%. Việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả của chính quyền cơ sở, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức để phục vụ nhân dân tốt hơn. Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất theo hướng hiện đại, phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, khoáng sản để phát triển, tránh đầu tư xây dựng dàn trải trong khi nhu cầu sử dụng còn hạn chế. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đánh giá cao đề án đã được chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, chủ động từ các vấn đề về phương án, xác định khá toàn diện những vấn đề cần điều chỉnh, xử lý trước, trong, sau thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Trước đó, vào cuối tháng 7 năm 2023, tại Hội nghị Toàn quốc về sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, qua giả soát và đối chiếu với các tiêu chí theo Nghị quyết 35 của Quốc hội, có một quận và 176 xã, phường sẽ thuộc diện phải sáp nhập trong giai đoạn 2023-2025. Cụ thể, quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sáp nhập vì quy chiếu theo các tiêu chí theo Nghị quyết 35 của Quốc hội, quận này không đủ tiêu chí về diện tích. Theo quy định, mỗi quận phải có diện tích tối thiểu 35 km2, dân số 150.000 người. Quận Hoàn Kiếm dù đủ tiêu chí về dân số nhưng chỉ đạt 15% chỉ tiêu về diện tích, tức là khoảng 5,35 km2. Tuy nhiên, trong phương án sắp xếp của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố cho rằng không nên sáp nhập quận Hoàn Kiếm vì nhiều lý do.